Xin kính chào quý vị và các anh chị. Chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Thế Tùng Bất Động Sản. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về nghỉ dưỡng và second home. Thì trong cái thời gian vừa qua, trong cái đợt dịch Covid 2019-2020 này, thì dòng bất động sản nghỉ dưỡng đang là một cái kênh mà rất là nhiều quý anh chị là người đang rất lo sợ về cái dòng bất động sản này. Vì bất động sản nghỉ dưỡng, vì do dịch Covid khiến cho cái dòng bất động sản nghỉ dưỡng bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt là đối với những cái loại bất động sản chuyên để phục vụ cho khách nước ngoài, thì khiến cho cái ngành du lịch chuyên phục vụ khách nước ngoài gặp rất là nhiều khó khăn. Và rất là nhiều những cái khách sạn ở các khu du lịch như lớn như là Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết, hay là ngay cả là nếu như anh chị đi vào cái trung tâm của Sài Gòn, cái khu vực chợ Bến Thành, đi sau lưng chợ Bến Thành, anh chị sẽ nhìn thấy có một số cái khách sạn họ đã phải đóng cửa. Tại vì cái nguồn khách chủ yếu họ phục vụ trong những năm vừa qua đó là cái nguồn khách người nước ngoài. Nhưng mà khi mà dịch Covid đến, không người nước ngoài lưu đến, thì họ bắt buộc phải ngưng hoạt động để giảm thiểu tối đa cái chi phí khi mà vận hành kinh doanh tại cái khách sạn của họ. Thì trong Covid 2020 đầu năm 2020 này đã làm ảnh hưởng nặng nề đến cái ngành du lịch. Và năm 2019 thì cái một cái sự kiện rất là lớn mà hầu như Tùng tin là tất cả các anh chị đều đã nghe về nó. Đó chính là sự sụp đổ của CocoBay Đà Nẵng khi mà chủ đầu tư ra quyết định là không cam kết lợi nhuận, không cam kết vận hành, không cam kết lợi nhuận nữa cho nhà đầu tư. Trong khi đó, trong những năm trước đây thì các cái chủ đầu tư thường khi mà bán condotel, khi mà bán biệt thự biển thì đều sẽ có những cái cam kết từ 10 cho đến 12% một năm. Thì và ngoài cái việc mà anh chị sở hữu một cái căn second home, là một căn condotel hoặc là một căn biệt thự biển đó, thì anh chị sẽ còn được thừa hưởng thêm những cái đêm nghỉ dưỡng hàng năm trong cái hệ thống của chủ đầu tư. Thì cái này nó khi cái khoản đầu tư này nó sẽ có hai cái lợi thế, là mình vừa có thể một năm có cái thời gian cho gia đình nghỉ ngơi, và nó vừa là một cái bất động sản dòng tiền mang lại cái dòng tiền ổn định. Và nó còn ngoài ra thì nó còn mang tới một cái tiềm năng tăng giá lãi vốn trong cái dài hạn, khi mà chính phủ chúng ta đã định hướng ngành du lịch sẽ là một trong những cái ngành mũi nhọn của Việt Nam chúng ta phát triển trong tương lai. Vì chúng ta có hơn 3.000 km bờ biển, và biển ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở khu vực miền Trung của chúng ta, rất là đẹp. Và chúng ta đang có những cái thủ phủ về du lịch nào nổi tiếng nhất, thì nó kể về phía Bắc chúng ta sẽ có trên Sapa, sau đó là chúng ta sẽ xuống Hạ Long, về Hà Nội, tiếp theo là sẽ đi đến Đà Nẵng, xuống Hội An, sau đó là đi qua Nha Trang, Phan Thiết, Sài Gòn, Vũng Tàu, và cuối cùng sẽ là Phú Quốc. Vậy thì trong những năm vừa qua, khi mà cái thị trường du lịch nó phát triển bùng nổ, mỗi năm chúng ta đạt cái lượng khách du lịch đến gần 20 triệu lượt khách du lịch nước ngoài. Vậy thì nó mang lại cho rất là cái ngành du lịch của chúng ta rất là nhiều ngoại tệ. Khi mà cái ngành du lịch bị dính phải Covid, và thêm một cái phốt là khi chủ đầu tư, một số chủ đầu tư lớn đã ngưng cái cam kết lợi nhuận. Ví dụ đầu tiên là phải nói đến CocoBay Đà Nẵng, và tiếp theo là FLC, thì đã làm ra một cái tâm lý vô cùng hoang mang cho các nhà đầu tư về cái dòng bất động sản condotel. Thì điều này là điều đương nhiên rồi, thưa quý anh chị. Khi mà chủ đầu tư thường khi họ đã bán cái sản phẩm cho quý anh chị, thì hầu như anh chị cũng thừa hiểu rằng là cái việc mà cam kết lợi nhuận là cái make up từ cái giá mà đi lên rồi. Nghĩa là ví dụ như một sản phẩm đáng ra nó chỉ giá 5 đồng thôi, nhưng mà họ sẽ bán lên 10 đồng. Và sau đó họ mỗi năm họ trả anh chị 1 đồng. Và anh lấy 10 đồng đó là họ kinh doanh tiếp tục các cái bất động sản khác của họ và tạo ra cái lợi nhuận để họ đảm bảo có thể trả cho anh chị trong vòng 5 năm hoặc 10 năm. Và đặc biệt là cái bất động sản condotel hay là biệt thự biển đó, nếu như vận hành tốt thì nó cũng sẽ mang lại cái lợi nhuận như là
chủ đầu tư mong muốn, nhưng thường sẽ không bao giờ đạt như vậy, mà họ phải make up từ cái giá cơ bản lên bên trên, sau đó họ sẽ bán cho nhà đầu tư. Thì việc rõ ràng là nhà đầu tư trả một cục và sau đó là thật ra tiền lấy về cũng là tiền túi của mình bỏ ra mà thôi. Nhưng mà khi mà chủ đầu tư họ không vận hành cái khu vực đó đủ tốt, cái dự án của họ đủ tốt, và họ không có tạo ra cái dòng tiền đủ tốt từ những cái dòng tiền mà anh chị đưa vào cho họ, thì dẫn đến một việc là mất khả năng thanh khoản, thì họ bắt buộc phải ngưng cam kết lợi nhuận với quý anh chị. Thì trong những khi mà Covid đến thì cái thị trường condotel, thậm chí hiện tại bây giờ là khi cứ nói về condotel là hầu hết mọi người đều gạt sang một bên. Vì với những cái cam kết lợi nhuận thì chỉ có những chủ đầu tư thật sự lớn thì họ mới có thể có đủ khả năng về tài chính, dòng tiền để nó họ đảm bảo cho quý anh chị mà thôi. Còn đối với những cái chủ đầu tư nhỏ, họ cam kết như vậy, họ lấy tiền như vậy, nhưng khi mà họ lấy tiền xong rồi họ sử dụng vào cái gì thì chúng ta không có kiểm soát được vấn đề đó, và sẽ khiến cho vấn đề là tiền chúng ta trả nhưng sau này chúng ta có nhận được cái cam kết đó hay không thì không ai dám chắc. Tại vì đó thì ngay cả CocoBay Đà Nẵng có hợp đồng đồng hoàng vẫn có thể hủy mà, đúng không ạ? Thì rõ ràng là chúng ta cần phải rõ ràng điều đó thì khiến cho các nhà đầu tư đã rất là chùn chân vào cái dòng bất động sản nghỉ dưỡng. Thì hiện tại vào năm 2019 đến 2020 thì nó đang ra một cái xu thế mới của dòng bất động sản, đó không còn là bất động sản nghỉ dưỡng nữa, không phải là condotel, cũng không phải là biệt thự biển có cam kết lợi nhuận hay là cam kết vận hành gì hết, mà nó lại là một cái dòng bất động sản người ta gọi là second home. Thì second home này nó đơn giản anh chị hiểu nó là căn nhà thứ hai mà thôi. Thì nó sẽ là một căn nhà thứ hai, mục đích chính của nó sẽ dùng cho quý anh, gia đình của anh chị nghỉ dưỡng mỗi dịp cuối tuần. Nhưng mà đối với một số chủ đầu tư thì việc mà muốn bán cái dòng second home này thì họ sẽ tạo thêm sự hấp dẫn của nó là việc là vẽ cho anh chị thấy cái việc mà sau này tương lai anh chị có thể tận dụng cái nhà đó để cho thuê. Thì nhưng mà vấn đề là ai sẽ là người đứng ra cho thuê thì chưa biết. Và rồi nếu như chúng ta hoàn thiện căn nhà đó, chúng ta chỉ ở đó khoảng một thời gian ngắn, còn thời gian còn lại chúng ta cho những cái khách hàng du lịch đi thuê, đó là một cái điều tốt. Nhưng mà ai sẽ là người đảm bảo cho những cái giá trị trong cái gia đình của trong căn nhà của anh chị, như là vật dụng có giá trị trong căn nhà của anh chị? Tại vì nếu như anh chị set up căn nhà của anh chị thì rõ ràng là anh chị sẽ phải thiết kế căn nhà với chỉnh chu hơn, những cái đồ tốt hơn. Nhưng mà đôi khi khi anh chị cho thuê thì cái việc mà mất mát, hư hỏng tài sản trong gia đình thì ai sẽ là người đứng ra để hỗ trợ cho anh chị trong điều đó? Trong khi cái sản phẩm nghỉ dưỡng như condotel hay biệt thự biển thì đã có đơn vị vận hành sẵn rồi, họ sẽ có những cái chi phí vận hành để bảo trì, bảo dưỡng cái sản phẩm cho quý anh chị. Nhưng đối với dòng second home thì đó chỉ là một căn nhà thôi. Thì rất là nhiều anh chị đã hy vọng rằng là khi mình sở hữu một căn second home, ngoài việc là mình có thể có một ngôi nhà dành cho gia đình mình nghỉ dưỡng cuối tuần, thì mình có thể tăng trưởng bất động sản từ cái dòng second home đó, hoặc và mình có thể vận hành nó như là một cái bất động sản dòng tiền. Thì thực sự là Tùng khuyên của anh chị rằng là đối với second home thì anh chị nên suy nghĩ rằng nó chỉ là một căn second home thôi. Anh chị dư về tài chính thì second home không chỉ dành cho gia đình mà nó còn là một cái loại tài sản để thể hiện sự đẳng cấp của anh chị. Tại đối với một người, đối với những cái người giàu á, thì họ sẽ sở hữu những cái loại bất động sản như thế nào? Đầu tiên, với tất cả mọi người thì chúng ta đều cần sở hữu một cái bất động sản là nhà ở. Thì đối với người nhiều tiền hoặc là người chưa nhiều tiền thì cái nhà nó cũng sẽ khác nhau, là nhà nhỏ cho đến nhà lớn. Người nhiều tiền sẽ ở nhà lớn. Thì bản thân Tùng đang ở khu vực quận 7 thì Tùng ở gần khu Phú Mỹ Hưng. Thì lâu lâu Tùng cũng có hay đi vào và đi bộ cùng với những cái người trong giới siêu giàu của Phú Mỹ Hưng. Thì mỗi căn biệt thự trong đó đang có mức giá là khoảng cỡ 100 cho đến 120 tỷ. Và căn thấp nhất trong khu vực đó là 60 tỷ.
Vì Tùng có hỏi các cô chú anh chị ở đó là tại sao họ lại mua ở đó, thì tại vì thực sự là cái bất động sản trong đó nó không hề tăng giá được bao nhiêu hết trong mỗi một năm nếu như so với bên ngoài. Nhưng mà họ vẫn sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để họ sở hữu một căn nhà đó, tại vì không gian sống ở đó thích. Họ thích cái không gian sống ở đó, thích gần sông nước, họ thích một khu private, một khu riêng biệt, một khu compound đầy đủ về an ninh trật tự. Thì đó họ họ thích cái không gian đó. Và đặc biệt là hàng xóm của họ đều là những người mà có sở hữu những bất động sản hàng trăm tỷ, thì nghĩa là tài sản của họ phải lên đến hàng ngàn tỷ. Đó thì đó là cái bất động sản đầu tiên là bất động sản nhà ở. Vậy thì tiếp theo cái bất động sản thứ hai họ sẽ quan tâm là loại bất động sản nào? Đối với người giàu thì việc mà họ kinh doanh ra thì họ sẽ quan tâm đến vấn đề là tích lũy tài sản. Thì ở Việt Nam chúng ta thì tích lũy tài sản chủ yếu là vào bất động sản, vàng, kim cương hoặc là cổ phiếu, trái phiếu. Nhưng mà kênh bất động sản vẫn là kênh chủ yếu của chúng ta. Còn kênh mà từ xưa muôn muôn đời nay là vẫn là kênh vàng. Đấy, vàng thì sẽ là kênh mà rất là nhiều những cô chú, những cái thế hệ trước tích lũy rất là nhiều. Nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại ấy, những cái năm gần đây ấy, thì bất động sản mới là cái kênh mà tích lũy tài sản tốt nhất. Thì đối với người giàu ngoài bất động sản là nhà ở ra, họ sẽ tích lũy những cái loại bất động sản chuyên về dòng tiền. Là bất động sản dòng tiền là bất động sản như thế nào? Là những cái căn hộ cho thuê này, rồi họ có những căn nhà phố mặt tiền này, hoặc là shop house này chuyên để cho thuê, hoặc là làm văn phòng này, hoặc là thậm chí là họ có cả những cái tòa nhà văn phòng nằm trong cái trung tâm của Sài Gòn này, thì họ sẽ tạo ra những cái dòng tiền rất rất là tốt. Rồi họ sẽ sở hữu thêm những cái bất động sản dòng tiền khác, ví dụ như là condotel, biệt thự biển. Thì đó là những cái dạng loại mà bất động sản mà mang lại cái dòng tiền hàng tháng của họ cho họ. Còn cái cuối cùng mà họ cái thứ ba chứ. Cái thứ ba, bất động sản thứ ba mà người giàu thường họ sẽ quan tâm đó là second home. Thì một căn second home là một cái trend từ nước ngoài, nó đã phát triển rất là lâu rồi. Thì đến Việt Nam chúng ta hiện tại thì trend second home này cũng đang phát triển rất là mạnh. Thì second home này thì đối với những cái anh chị mà chưa có nhiều vài tài chính thì anh chị có thể về quê làm một căn một miếng đất khoảng cỡ 500-700 mét, như là một căn nhà vườn ở quê cũng là một cái sân second home rồi. Hoặc là anh chị lên trên Đà Lạt hoặc là Bảo Lộc làm một cái farm stay, nó cũng là một cái second home. Hoặc là anh chị đi xuống các khu vực biển, ví dụ như là Phan Thiết, Ninh Thuận hay là Vũng Tàu, anh chị có sở hữu một căn nhà thì đó cũng là một căn second home. Và cái loại bất động sản thứ tư, cái loại bất động sản cuối cùng mà người giàu người ta sẽ quan tâm đó là bất động sản nước ngoài. Thì đây ấy, thường hầu hết những cái người mà có điều kiện ấy, sau khi tích lũy tài sản ở Việt Nam nhiều thì họ luôn luôn hướng đến một cái loại bất động sản ở nước ngoài. Tại vì đôi khi ấy, là mình giàu bao nhiêu thì mình cũng sẽ dễ dàng có thể bị sập trong vòng một nốt nhạc. Đó. Thì để mà đứng vững thì chúng ta không nên đứng bằng một chân mà chúng ta cần phải mở thêm một cái chân nữa. Thì đó là cái hướng mà những người giàu mà họ đang sở hữu bốn cái loại bất động sản chính: một là căn nhà để ở, hai là các loại bất động sản dòng tiền chuyên để tích lũy tài sản, loại này là loại chính này; ba là về second home; bốn là bất động sản nước ngoài. Thì đối với cái loại second home rất là nhiều, đó đã trở thành một cái trend mà rất là nhiều anh chị đã và đang tìm kiếm cũng như là xây dựng cho mình trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là khi đại dịch Covid đi đến thì rất là nhiều anh chị đã tìm đến khu vực vùng ven để tìm những cái miếng đất nằm xa khu dân cư một chút xíu, có cái không gian thoáng đãng gần sông nước hoặc là khí hậu mát mẻ để làm cái căn second home đó. Ngoài ra thì nắm bắt được cái xu thế này thì một số chủ đầu tư cũng đã tung ra những cái loại sản phẩm second home nằm trong những khu đô thị biển rất là lớn như là Phan Thiết hay là ở Hồ Tràm. Thì đó cũng chính là những cái sản phẩm mà anh chị có thể quan tâm. Nhưng mà Tùng muốn nói ở đây là khi anh chị đầu tư vào những cái loại sản phẩm second home đó thì đừng đặt nặng cái vấn đề
cái khả năng sinh lời cũng như khả năng tạo ra dòng tiền của dòng second home đó, tại vì nó sẽ mất thời gian. Đại dịch Covid hiện tại đến năm cuối 2020 này vẫn còn đang hoành hành. Thì nếu như vào 2021 Covid không hết hoàn toàn, thì bất động sản về du lịch, nghỉ dưỡng nó sẽ cần khoảng phục hồi khoảng cỡ 2023 cho đến 2024. Thì đó là cái đánh giá cá nhân của Tùng, là nó sẽ phải mất khoảng 2 cho đến 3 năm nữa để phục hồi được cái nền du lịch. Vậy thì bây giờ chúng ta có nên đầu tư vào bất động sản biển hay không? Có nên đầu tư vào các loại bất động sản nghỉ dưỡng loại second home hay không? Thì tùy vào quan điểm của mỗi người, nhưng đối với Tùng thì bất động sản mà loại bất động sản biển thì luôn luôn là một loại bất động sản hot nhất và có khả năng sinh lời lãi vốn nhanh nhất. Thì đối với Tùng thì Tùng cũng vẫn sẽ đầu tư vào second home, là đầu tư vào loại hình bất động sản biển. Tại vì bất động sản biển nó cũng sẽ, hiện tại nó chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể mua với cái giá thành rất là phải chăng. Còn nếu như mà anh chị mà chờ đến lúc mà sóng nó lên rồi, du lịch nó phục hồi rồi, thì cái việc mà anh chị mua cái bất động sản đó sẽ rất là cao so với cái giá hiện tại. Thì bây giờ chúng ta đang có cái lợi thế là chúng ta có thể mua cái bất động sản nào mà nó không nóng sốt, mua cái bất động sản nào mà nó có giá trị trong tương lai, và tầm nhìn của chúng ta phải từ 3 cho đến 5 năm và thậm chí còn xa hơn nữa. Thì đối với cái dòng tiền của các anh chị thì các khoản đầu tư chúng ta có thể chia làm 3 cái loại tiền để đầu tư. Thứ nhất là đầu tư ngắn hạn, thì trong vòng khoảng 3 tháng, 6 tháng chúng ta thanh khoản được. Đầu tư trung hạn thì từ 1 cho đến 3 năm. Dài hạn là khoảng từ 5 năm cho đến 10 năm. Thì đây là những loại hình mà bất động sản mà anh chị có thể quan tâm. Ví dụ như anh chị có thể cắt một phần nào đó vào những bất động sản ngắn hạn, rồi trung hạn và dài hạn. Thì việc mà chúng ta sẽ phân bổ ra tầm nhìn 10 năm thì nó sẽ nên là những cái loại bất động sản nào. Rồi tầm nhìn ngắn trong vòng 1 đến 3 tháng, 6 tháng, 1 năm thì nó sẽ phù hợp với những loại hình bất động sản nào. Thì chúng ta có thể phân bổ cái danh mục đầu tư của chúng ta. Vậy là đó là những cái chia sẻ của Tùng về cái thị trường nghỉ dưỡng, các bất động sản nghỉ dưỡng và các loại hình bất động sản mới là dòng second home. Thì nếu như mà quý anh chị có góp ý nào thì vui lòng comment xuống phía bên dưới để góp ý cho Tùng về cái video clip này nhé. Thì tất nhiên là đây, video này cũng chỉ là một cái quan điểm cá nhân của Tùng về cái loại hình bất động sản second home cũng như là bất động sản nghỉ dưỡng, thì chúng ta có nên đầu tư hay không thì tùy vào việc mà cái tầm nhìn cũng như là cái danh mục đầu tư của anh chị là dài hạn hay ngắn hạn. Trong ngắn hạn thì chúng ta không nên đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản biển, bất động sản farmstay, nhưng mà trong dài hạn thì điều đó hoàn toàn có thể khi mà chúng ta đang có cái mức giá tốt hơn. Đó thì đấy là những cái chia sẻ mà Tùng muốn nói với quý anh chị trong video clip này. Nếu mà có đúng có sai gì thì rất mong quý anh chị bỏ qua, và rất mong là anh chị có thể chia sẻ cái kiến thức của quý anh chị thêm cho Tùng, để Tùng nắm thêm cái kiến thức về bất động sản trong cái thời gian sắp tới. Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi video clip này, và hẹn gặp lại quý anh chị trong video clip lần sau. Xin chào và hẹn tạm biệt.